FST7 Duy Nguyễn, tinh hoa thể hình hội tụ. Rồi thôi, cứ thử sức của em buông ra thì làm. Gồng liên tục luôn, đừng ngã gồng, nín thở được, gồng liên tục. Thôi giờ giữ lại không? Đó. Đây, đúng rồi. Đây, nữa. Rồi, rồi. Khi mà lên á thì chúng ta cố gắng chúng ta căng được cái phần nó cho nó nhức nhức, cho nó nhức nhức cái phần lưng ở đây. Lên thẳng tay cong tay tùy mấy em. Nhức nhức. Và khi mình xuống á, mình cố gắng mình gồng hết nguyên cái tay luôn. Cái khó của FST7 chính là cảm nhận cơ. Chứ không phải là cái khó mà tập. Nó phải có cái cảm giác 7 cái cúi là 7 cái mà nó gục đổ. 7 cái cúi là 7 cái mà nó rút ra thần kinh của mình á. Nó giống như uống thuốc lắc á. Mà nó gọi là nó bâng 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 mà nó cứ như là trong tiềm thức là cứ kéo kéo tập tập kéo tập kéo thả. Ở cái động tác này á, thường á là các bạn sẽ lên bạn thẳng như đúng không, cũng không có vừa là sai hết á, nhưng mà giờ chúng ta tập theo một phong cách nó cũng khác chút. Lên cái tay mình nó chết một tí rồi nè, nhưng mà khi lên đó chúng ta gồng cái cơ xô ở đây đó, bạn chết tí ở đây làm sao để cho các bạn lên mà nó nhức chỗ này là ok, phải nhức chỗ này. Và động tác xuống nó quan trọng kỳ, xuống phải chạm ngực. Làm PT sướng quá, thằng kia tập chết mẹ luôn, thằng kia tập quá trời tập luôn. Mình đứng mình nói thôi, lấm tiền. Chào mừng các bạn đến với tứ trụ BBT Core Gym của 12, đồng hành buổi tập cùng Duy Nguyễn. Hôm nay là Duy Nguyễn chỉ cho Phong Đạt tập gym nha các bạn. Xin trân trọng giới thiệu các bạn, đây là Phong, đây là Đạt, đây là gọi là tuổi trẻ miền Tây. Miền Tây sông nước bỏ xứ lên đây lập nghiệp ngành gym nha các bạn. Nhìn hàng này chân chất nông dân lắm, xuất hiện trong clip Duy rất là nhiều lần rồi. Và đây là bạn Phong, quản lý vấn đề sale thực phẩm bổ sung ở bên chi nhánh quận 12. Còn đây là bạn Đạt, thì bạn này làm PT nha bạn, bạn này làm PT. Thì đây là hai nhân viên của Duy Nguyễn. Và hôm nay Duy Nguyễn qua bên đây để tập cùng với hai em, trong cái thông điệp là khai tạ đầu xuân cho trung tâm chi nhánh THOL quận 12. Ngày hôm nay thì mình tập cũng đơn giản thôi em, mình tập theo phương pháp là FST7 dành cho lão tướng. Mà mình thực dụng, mình tập những cái gì mà mình có, mình tập máy xịn thò của mình. Mình đang tập 3 bài nha. Thứ nhất là bài kéo lưng. Thứ hai là bài kéo xô. Và thứ ba đó là bài giật cổ vai. Và mình khởi động đầu buổi tập nhẹ nhàng chút xíu. Vậy thì FST7 đơn giản là gì? Tập 7 set. Mỗi set gồm có 7 rep. 7 rep full và 7 rep half. Nghỉ 7 x 7 49 giây. Liên tục. Media chạy xúc quần kệ nó. Mình cứ thế mà mình tập. Mà tập phải uống là súp WT, pre-workout, intra workout, anh bao. Mấy em đừng lo, quẩy đi. Rồi, anh sẽ đồng hành với mấy em trong những cái rep tập tiếp sau đây. Có thể là nó sẽ mang lại cho các em một cái cảm giác nó hoàn toàn khác. Một cảm giác nó khác lắm. Một cảm giác mà tối nay về tụi em hãy post bài thuốc tâm sự cho bạn. Mời các bạn vô. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động bài khá là lạ. Khởi động cơ lưng. Rồi, mình khởi động chừng 4 set thôi rồi mình ra nha các bạn. Ok. Rồi đếm 10 cái. Không, giữ lại. Ừ, nó cái giữ á, mới làm cà phê. Mười. Năm. Sáu. Bảy. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười, giữ lại nha. Mười. Bảy. Tám. Chín. Mười.
bây giờ chúng ta qua bài rô nha các mấy em. Tập cứ free quay bình thường theo cách tập của tụi em. Quan trọng nhất cái đoạn khi mà vô á, giật sao cho cây đụng bụng, ép hết cái lưng vô luôn. Ưỡn ngực ra. Bảy. Rồi thả cây tới đây thôi. Giữ nguyên lực rồi giật vô. Không. Đây rồi. Cái tay nè. 3 4 5 6 7. Rồi từ từ thôi. Sát vô. Sát vô luôn. Ok. Đó. Nửa răng. Mấy rồi? 4 5. Nè. Đừng có thả nhiều quá. Vừa thôi. Đây thôi. Banh bướm luôn chứ. Để bướm làm gì? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Giữ lại. Giữ. Thả từ từ thôi. Giữ nữa nè. Giữ
đuôi buông rồi. Giữ, giữ, rồi giữ đi rồi đuôi buông. Bang! 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 Tao đọc bài thơ nữa, tao buông không được. Tao liễn này lâu rồi. Tao liễn này lâu rồi. Thôi, ra cho mày tập cái mày. Hai. Ba. Bốn. Bốn, năm, sáu, có rồi. Vô, hai, bốn, năm, bảy, gá đụng người coi, gá đụng người coi, giật mạnh luôn, tập trung giật mạnh vô, gá đụng người. Rồi xong. Relax 3 phút chuyển bài. Rồi bây giờ anh sẽ cùng các em qua một cái bài tập mới. Đó là bài tập mới ngày hôm nay thôi mà cũ ở trong lịch sử của THOL. Đó là bài kéo xô trên cái máy của BBS luôn, Structurize, hàng hiệu Mỹ Đế High End. Thì ở cái bài tập này chúng ta sẽ có một cái tập nó khác một chút, cũng 7-7-7 y như bên kia thôi, nhưng mà không phải là đại loại là đầu tiên á, là chúng ta sẽ kéo xô phía trước, rồi sau đó chúng ta chơi một bài nghịch lý xô phía sau. Nhưng mà xô phía sau á là có cái tập nha, chứ không phải tập bậy bạ trật cái dai chết. Đó, anh sẽ làm trước. Nhưng mà chú ý cái phần này nè, tập sao cho nó nhức, gồng nhức cái phần ngoài vô đây. Đó, đó, gồng liên tục luôn nha, không nhả phát nào luôn, gồng liên tục 7 rep luôn. Lên đỉnh ngửa nhỉ, đẩy vô một tí. Ok, lên đẩy vô một tí, ok. Như cái về ra đây, với cái cầu vai ra đây, gồng nguyên cái mặt sau. Tên bóp mềm phạt á, đúng không? Gồng liên tục như vậy nó mới đúng rồi các bạn. Đó, nó cứ chuột bằng dịnh chuột với cái vai đó nè. Đó. Ồ, đây. Đột khe. Cứng. 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 Vậy cái tay em nó gồng liên tục không hết, chỗ này nó cũng liên nữa nè. Rồi, gồng nha, không có mềm nha. Gồng liên tục cứng nè. Cứng mới chịu à. Không. Gồng liên tục nha. Ủa, chỉ cần phát hiện cái ông mềm thôi là không được. Chỗ này sao nó mềm mềm vậy? Gồng chưa hết cơ nè. 8 cơ điều khiển được có 4 cơ à. Hai, ba, 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 bốn, ba, năm, ba, sáu, ba, bảy, ba, bao nhiêu? Ba, 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 wow. 1
2 3 4 5 6 7 Rồi bật tiếp nè. 1 2 3 4 5 6 là giữ nè, giữ đi. Gồng hết luôn cơ, cơ mẹ, cơ cha, cơ con gì gồng hết luôn. Ok, good job. 1 2 3 4 5 ép vô 6 giữ, 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 dán đi. Giữ vô. Rồi, đó, từ từ. Không bị cuối gọi này nhẹ rồi. Này, được chơi mà. Ừ. Thôi thôi nó quên cơ ra trước. Nó gồng nó quên cơ này không à. Đợi đi, giờ nó đuối rồi, nó gồng bình nhiên nó gồng đi. Tập đủ target là được rồi. Giờ nó đuối rồi. Hơi. Gồng 1 2 3 4 5 6 7 giữ luôn nè. Rồi không nổi cứ thả từ từ để em biết cái chuyện theo. Ok, cứ thả từ từ để em biết anh nương theo. Nên khai thác cho tốt. Rồi dán giữ lại đi, đừng thả nữa. Rồi, giữ nào đuối nó thả lên. Nó giữ nó căng cho từng giai đoạn nha. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 giữ lại lên giữ lại đây nhịp nữa. Rồi mỗi á nó hết á thì thả rồi từ từ lên gác lại ra. Ok, 140 vô. Trở lên, xuống nè. Rồi, cái đầu xuống cho. Gồng lên nha. Cái cuối rồi, quất banh pháo đi, được nhiêu được. Ừ, cho banh pháo luôn, được nhiêu được. Rồi, căng vô. Ừ
chán chê, thả ra rồi, thả ra. Thả ra từ 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 từ. Rồi, rồi, ra ngoài, ép ép lưng vô luôn, khỏi chuột xuống. 2 3 4 5 6 Giữ, giữ, giữ. Rồi, thôi cứ thử sức của em buông ra, thì anh lượm theo. Rồi, căng cơ, căng cơ, căng cơ. Ok. Rồi, đổi nhịp xuống. 2, gồng liên tục nha. 5 6 7 Giữ hết sức có thể. Giữ hết sức có thể, hết sức có thể, hết sức có thể. Hết sức có thể nha. Làm PT sướng quá. Thằng kia tập chết mẹ luôn. Thằng kia tập quá trời tập luôn. Mình thích mình nói thôi. Lính tiền. Rồi, xong thả ra. Ép ép lưng về cái gồng thứ coi, có còn cảm xúc không? Hay là liệt luôn rồi. Hay là liệt luôn rồi. À, để chia tay buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta cùng tập nhóm cơ cầu vai, nhưng mà tập trên một thiết bị rất khác, đó là máy cable. Ok. Đó. Ép cái càng sâu càng tốt. Cho đây này. Dùng cái này. Đây. Tay cũng động luôn, động cái tay cũng chơi nữa. Đó. Đúng không? Em hiểu không? Tức là ví dụ như em gồng nó không nhất, ví dụ tay em đi em gồng đi. Em phải trong đầu nghĩ xong gồng bóp thật mạnh chứ. Đó. Tức là cái đạn đầu phải nghĩ tới khi mà gồng cái xuống á, cái xuống gồng. Nhanh cũng được, phải xuống là phải căng gồng nhất nha. Nó xuống là phải nhất mới được. Còn xuống là không nhất rồi, chưa vô. Xuống là quan trọng là nhất cái chỗ này, chứ không phải căng chỗ này. Căng nó khác nhất. Tại vì em muốn nhất là phải vừa căng mà vừa gồng. Cái căng cái gồng phối hợp với nhau nó mới là nhất. Căng nhất, căng nhất, căng nhất, căng nhất. We'll be right back.
thêm máy xếp cơ động và hai cục xếp thì xếp cho 14 cơ rất nhiều. Trời. À, cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã xem video buổi tập luyện của Duy Nguyễn cùng với nhân viên công ty BBT trong tiết mục khai tạ đầu xuân tại HOL Gym quận 12. À, một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của bạn Phong Trần đảm nhiệm chức vụ sale, bạn này bạn Trần Đạt đảm nhiệm chức vụ PT, hai nhánh xương sống của mỗi trung tâm gym chúng ta. À, cảm ơn hai em đã đến đồng hành với anh cùng buổi tập ngày hôm nay, và chúng ta hãy cùng nhau tạm biệt khán giả. Hẹn gặp lại các bạn tại Thor Gym quận 12, địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả. Sau buổi tập với sếp thì bạn có cảm giác như thế nào? Còn khỏe lắm anh. Hồi nãy em giả bộ thôi anh, chứ em còn khỏe lắm. Wow. Sếp ơi, các bạn nói còn khỏe quá. Đã anh mới khởi động, mới khởi động ra mồ hôi xíu mà sếp nghỉ rồi. Sếp yếu quá đúng không? Sếp yếu quá sếp nghỉ sớm đúng không? Rồi sếp nói mai qua quay nữa kìa. Sếp nói mai qua quay nữa sao? Quay nữa mình làm tiếp luôn anh. Tại mai mình giả bộ tiếp, giả bộ mình kéo dài thôi chứ tập nhiều quá nó bự. Tập nhiều quá sao bự? Dạ, sau buổi tập hôm nay thì mình mới biết được cái giáo án này nó không cần quá nhiều bài tập, mà nó chỉ gom gọn về cảm nhận cơ bắp của mình nhiều hơn, và mình sẽ thực hiện nhiều rep hơn cho nó được bơm những cái sợi cơ mà nhỏ nhất, cảm giác rất là phê và rất là feel cơ. À, sau cái buổi tập này thì mình sẽ cố gắng phát triển những cái buổi tập tiếp theo dựa trên cái cảm nhận buổi tập bữa nay. Cảm nhận thì buổi tập hôm nay nó rất là mới lạ, như là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái cảm giác như là cái cơ bắp của mình nó muốn nổi tung. Mai sẽ qua quay nữa thì sao? Có vui vẻ không? Ok, cũng tiếp tục được thôi. Tại vì cái này mình phải làm quen từ từ chứ không thể nào mà tập một bữa mà mình ngán, mình chán nó hoặc là mình chạy nó. Mình sẽ làm quen dần dần, sẽ quen hơn. Hồi nãy bạn Phong tập cùng với bạn thì bạn Phong nói là bữa nay tập xong còn khỏe quá, mới khởi động thôi, thì bạn có đánh giá như thế nào về cái bình luận của bạn Phong? Chắc có lẽ anh ấy khỏe hơn. Okay, cảm ơn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.